tiên là mình sẽ làm mất mẫu B của phân tích A phần B. Như các em biết là để làm mất mẫu B, chúng ta nhân cả hạn tử và mẫu của phân số với D. Rồi sau đó áp dụng quy tắc khai phương một thương bằng khai phương tử chia khai phương mẫu. Ở đây chúng ta lưu ý là để cái căn thức này tồn tại thì kiểu thức lấy căn phải không âm, mà phân thức không âm thì đồng nghĩa là tích của tử và mẫu không âm. Như vậy chúng ta có A nhân B là không âm này, hay là B bình phương thì cũng luôn là không âm rồi. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng được cái quy tắc khai phương một thương bằng thương của hai khai phương căn của A nhân B. Chúng ta viết lại ha, căn mặt hai của B bình phương thì bằng là trị đối của B. Như vậy theo tính chất bắt cầu chúng ta có căn của A phần B bằng căn AB phần trị đối của B. Thì các em thấy là cái vế bên phải biểu thức ở dưới căn, còn mẫu nữa không các em? Mất mẫu rồi, đúng không? Chúng ta đã triệt tiêu mẫu của cái biểu thức lá căn rồi. Ở đây là chúng ta sẽ có điều kiện AB không âm, A nhân B là không âm, B khác không. Thường là làm mất đi nha. Nên là chúng ta sẽ làm mất cái mẫu của cái biểu thức nằm dưới dấu căn. Xem biến đổi thứ tư là trục căn thức ở mẫu. Nha các em. Ví dụ như biểu thức ban đầu có dạng là A phần căn B nào. Vậy tất nhiên là để cái phân thức này tồn tại thì sao nhỉ? Thì biểu thức dưới chúng ta phải là không âm, đúng không nào? Nhưng mà vì là cái căn B này ở mẫu cho nên buộc B phải khác không. Vậy điều kiện là gì chứ? Và bây giờ bằng mọi cách là chúng ta phải chuyển cho bằng được cái căn thức này lên trên tử. Trục là chuyển, di chuyển đi lên khác là đuổi đi. À, ở đây chúng ta hiểu nghĩa từ tiếng Việt trục căn thức ở mẫu, tức là chúng ta đuổi cái căn thức này nó ở mẫu lên trên tử. Đó là chúng ta sẽ đuổi căn B này lên trên tử bằng cách nào? À, nếu như chúng ta cùng nhân cả tử và mẫu với mấy nha? Với căn B. Thì căn B nhân với căn B thì bằng là căn B tất cả bình phương. Và căn B tất cả bình phương thì bằng đúng B, đúng không nào? À, cái này chúng ta viết lại nha. Theo tính chất bắt cầu, chúng ta sẽ có biểu thức đầu tiên bằng biểu thức cuối cùng, tức là bằng A căn B phần B. Như vậy đây chính là công thức để vận dụng giải những cái bài toán dạng là trục căn thức ở mẫu. Nếu như biểu thức của chúng ta có dạng là A phần căn B. Rồi, nếu biểu thức của chúng ta có dạng khác, chẳng hạn như là C phần căn A cộng B thì sao vậy? Mục tiêu của chúng ta sẽ chuyển căn thức nào lên điện tử ra? Căn A. Chúng ta sẽ chuyển cái căn A này lên điện tử trước C hay sau C cũng được. Có nhiều bạn thì nhầm lẫn chuyển cả mẫu này lên điện tử thì nó sai với cái tên gọi của cái phép biến đổi này không rồi nha. Đây là trục căn thức ở mẫu chứ không phải là chuyển cả mẫu lên điện tử đâu. Mà chúng ta chuyển căn A thôi chứ không chuyển toàn bộ cái mẫu này lên điện tử đâu. Tí nữa các em sẽ nhìn thấy. Ở lớp 9B thì học cho nên là
cái hàng đẳng cấp thứ ba ở lớp 8. Chúng ta sẽ cùng nhân tử và mẫu với căn A trừ B. Tử thì chúng ta cứ viết lại ở dưới mẫu theo hàng đẳng cấp thứ ba ở lớp 8 thì chính là căn A tất cả bình phương trừ B bình phương, và căn A tất cả bình phương thì bằng là bằng A trừ B bình phương. Trình tử thì vẫn sẽ ra. Và theo cách mắc cầu thì chúng ta có ha, thì chúng ta sẽ bằng cái gì nha? C nhân với căn A trừ B tất cả chia cho A trừ B mũ 2. Và để các cái phân thức này tồn tại nha, thì chúng ta phải có điều kiện là A không âm, bởi vì A nằm dưới dấu căn bậc 2. Để các mẫu này khác không B thì là A phải khác B bình phương. Và giả sử như là biểu thức của chúng ta nó có dạng là C phần căn A trừ B, thì khi đó chúng ta sẽ biến đổi như thế nào nhỉ? Thì khi đó chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu A? À, đúng rồi, nếu trừ thì chúng ta nhân với cộng thế này. Thì theo hàng thứ ba chúng ta sẽ có được điều này nha. Tương tự trên tử chúng ta C nhân với căn A cộng B, đó là, và nếu là trừ thì đây cộng, còn nếu là cộng thì đây là trừ. Mẫu thì hai trường hợp giống nhau, đều là A trừ B bình phương. Và khi đó đây, khi đó hai cái biểu thức này này người ta gọi là hai biểu thức liên hợp với nhau. Sau này thầy hỏi là liên hợp của biểu thức căn A cộng B là gì thì em trả lời sao nhỉ? Căn A trừ B. Đó. Hay là thầy hỏi là cái biểu thức căn A trừ B có biểu thức liên hợp là gì? Thì em trả lời là căn A cộng B. Và chúng ta chuyển sang các dạng dạng khác nữa. Ví dụ như biểu thức của chúng ta nó rơi vào dạng này: C phần căn A cộng căn B. Thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với một lượng liên hợp là mấy nhỉ? Căn A trừ B. Cùng nhân cả tử và mẫu với một lượng liên hợp là căn A trừ căn B. Và theo hàng đẳng cấp thứ ba ở lớp 8, căn A cộng căn B nhân với căn A trừ căn B sẽ bằng là căn A tất cả bình phương trừ căn B tất cả bình phương, chính là bằng A trừ B, đúng không? Còn nếu biểu thức của chúng ta rơi vào dạng là C phần căn A trừ căn B thì chúng ta sẽ nhân tử và mẫu với một lượng liên hợp là căn A cộng căn B, đúng không? Cuối cùng mẫu cũng như thế. Và điều kiện để các cái phân thức của chúng ta cũng như là để các cái căn thức tồn tại xác định thì sao nhỉ? A phải không âm, đúng không? Biểu thức nào mà nằm trọn ở dưới dấu căn bậc 2 thì chúng phải không âm, thì căn thức đó mới tồn tại. Đây gọi là B không âm. Gì nữa nha? A khác đi. Đấy. Thì khi mẫu này sẽ khác không? Mẫu này sẽ khác không? Ta lấy ví dụ nhé. Khi mà A khác đi thì theo cái định lý so sánh căn bậc 2 số học, nó sẽ có căn A khác căn B. Đó. Chuyển qua bên trái chúng ta có căn A trừ căn B khác không? Thế thì cái mẫu chúng ta căn A trừ căn B sẽ khác không? Thế còn căn A cộng căn B thì sao nhỉ? Đây. Giả sử như là A bằng 0. A bằng 0 thì B cũng khác không? Đúng rồi, A bằng 0. Đó. Thì chúng ta có là B khác B mà khác không? Căn bậc 2 hai vế lên. Thì chúng ta có là căn B khác
không. Rồi như vậy khi mà cái căn A này khác không thì cái căn B này giả sử như căn A bằng không thì căn B khác khác không. Do vậy cái mẫu này như thế nào em? Phép cộng và số mẫu này như thế nào? Cũng khác không, đúng không? À, khác không. Là dương đúng rồi. Phép cộng này ra kết quả dương. Mà ngược lại ha, khi B bằng không thì căn B là bằng không. Nhưng mà B là bằng không thì A lại khác không. A là khác không. Và lưu ý là a dương nha, a dương thì cái căn rất là dương, dương cộng với số không thì mẫu này cũng là khác không, mẫu dương là mẫu khác không. Rồi chúng ta sẽ nắm các cái công thức này để thực hiện cái phép biến đổi trục căn thức ở mẫu cho nó tốt. Nhưng mà tới giờ phút này thì các em đã học được là bốn phép biến đổi nghe nào. Đó. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, làm móc mẫu của biểu thức dưới dấu căn, chuyển căn thức ở mẫu lên điện tử, bốn cái biến đổi. Bây giờ chúng ta sẽ làm các cái bài tập. Chúng ta sẽ giải không. Và cái mục tiêu của câu A là chúng ta sẽ làm sao ra các em? Sao nhỉ? Làm móc cái mẫu của cái phong thức nào? 3 phần AB, đúng không? Của cái phong thức này. Phong thức này chúng ta sẽ làm móc cái mẫu đi. Là thành công, đúng không nào? Làm móc mẫu, khử là làm móc triệt tiêu đi. Chúng ta sẽ biến đổi như thế nào nhỉ? Vì cái phong cái biểu thức này nó có tên rồi ra, chúng ta không cần viết lại nào. Chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Ở đây chúng ta nhìn thấy này ba phần AB nó ở trong căn, cho nên để căn thức này tồn tại thì biểu thức này phải không âm, đúng không? Em nhớ gì việc xác định của căn A đúng không? Xác định khi A không không âm. Phong thức này không âm khi nào nhỉ? Khi nào nhỉ? Khi AB như thế nào? Không âm đúng không? Chính xác lắm. Mẫu không thể bằng không được. Đó nào? AB dương. Như vậy ở đây là AB dương rồi. Cho nên chúng ta đưa cái tích AB này vào bên trong. Để tử mẫu có phân tử giống nhau, chúng ta triệt tiêu đi. Đó nào? Bạn nào? Đây. Như vậy AB này chúng tôi đưa vào bên trong thì bằng gì? AB tất cả bình phương. Nhân với 3 phần A đương này dọc căn nha. Giải thích ra. Giải thích vì AB dương. Hoặc là bạn nào có thể giải thích như thế này nha. Sau này các em mở vở ra các em xem lại các em vẫn hiểu được ha. Vì 3 phần AB là không, cho nên AB dương. Đó, rõ như ban ngày, đúng không? Như vậy là do là nó dương cho nên là đưa vào bên trong dấu căn bình phương lên và trước dấu căn như thế nào các em? Đúng rồi, không có dấu trừ. Đó, không có dấu trừ. Và chúng ta thu vào bên trong là sao nha? Cái này giống như là số nguyên nhân với phân số các em, bằng số nguyên nhân tử giữa nguyên mẫu. Nó bằng a b bình phương tất cả bình phương nhân với 3 bằng a. Rồi bằng tiếp. Chúng ta bỏ bớt một cái AB tử mẫu đi. Như vậy còn là gì nha? Còn trên tử là một cái AB nữa. 3 AB. Kết quả là gì nhỉ? Căn bậc 2 của 3. Như vậy biểu thức ở dưới dấu căn có còn mẫu nữa không? Còn không các em? Hết rồi. Là mất rồi nha. Làm chúng ta đã làm mất cái mẫu của biểu thức ở dưới dấu căn rồi. Anh em đồng ý.
Di tích C của chúng ta. C bằng không cần viết lại di tích đâu, vì nó có tên rồi. Làm thế nào để chúng ta thực hiện phép cầm này nha? Trước khi mà chúng ta áp dụng công thức nha, thì chúng ta phải đưa cái biểu thức lấy căn về dạng A phần B nha mà. Đấy. Như vậy đồng nghĩa là chúng ta phải thực hiện phép cầm theo công thức này thôi. Làm sao đấy? Chúng ta sẽ quy đồng mẫu cùng nhân tử và mẫu của phân tích thứ hai với mấy nhỉ? Với y mũ 1 là đủ, phải không? Y mũ 1 nhân với y mũ 3 bằng y mũ 4, y mũ 1 nhân với 1 bằng y. Rồi tiếp theo cộng hai công thức cùng mẫu, chúng ta giữ nguyên mẫu lấy từ cộng từ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa bớt cái y mũ 4 này ra ngoài nha. Thế nào, đi ra ngoài. Đưa qua ra ngoài được không nào? Đây, em chú ý nè. Để cái căn thức này tồn tại này, thì cái biểu thức dưới cái căn không âm, đúng không nào? Không âm. Đó. Mà mẫu không âm rồi. Như vậy buộc tử thế nào nè? Không không, đây này. Mẫu mũ trắng, y mũ 4 chính là bằng y mũ 2, tất cả mũ 2. Mọi số bình phương đều không âm, đúng nào? Như vậy phân thức này không âm khi nào nhỉ? Khi tử không âm. Đúng rồi. Khi 2x cộng y không âm. Rồi bây giờ mình nhìn lại ha. Mình thấy này, cái phân thức này này. Mẫu không âm, tử cũng không âm. Như vậy mình áp dụng được quy tắc khai phương một thương như nào? Được chưa? Đây là được rồi. Sẽ bằng gì nhỉ? Bằng căn của 2x cộng y phần căn y mũ 4. Và tới đây là khi em dừng cũng được. Em dừng cũng được. Vì sao nhỉ? Vì nó là thỏa mãn yêu cầu bài toán là gì? Là móc mẫu của cái biểu thức dưới dấu căn. Tất cả các cái biểu thức mà ở dưới hai cái dấu căn đều không có mẫu thế như là. Nhưng mà để bài toán đẹp hơn thì chúng ta biến đổi căn của y mũ 4 bằng mấy nhỉ? Y mũ 2. Tất nhiên nên căn thức bên trên thì không thể biến đổi được nữa đâu nha. Và chúng ta đã thành công cái việc là làm móc mẫu của biểu thức ở dưới giúp này. Dạ. Bây giờ bài 2. Bài 2 là trục căn thức ở mẫu. Là các em dự đoán xem nào. Câu A chúng ta sẽ áp dụng công thức nào? Công thức nào các em? Công thức ở trong câu A hay là một trong hai công thức ở trong câu B hay là một trong hai công thức ở câu C? Câu C. Chúng ta thấy có hai công thức. Nhìn bao quát từ ngoài vào trong thì chúng ta thấy có hai công thức. Để có một công thức nhưng mà thêm cái biểu thức B đó. Còn là chỉ có một công thức B thôi. Rơi vào dạng nào nhỉ? A, B thì C nào? A đúng không? A nhìn từ ngoài vào trong thì là A đúng không? Nhưng mà cái B của chúng ta là gì nhỉ? Hai trừ căn tăng. Đó, hai trừ căn tăng. Và chúng ta biến đổi nó sẽ cái dấu căn nó sẽ mất đi, dấu căn lớn này mất đi. Rồi nếu mà còn cái dấu căn nhỏ bên trong này nữa thì chúng ta sẽ cố gắng làm mất đi nữa ha. Trước hết là nó có dạng công thức ở câu A nha. Thì chúng ta áp dụng công thức này. Ok chưa? Giờ sẽ bằng gì nhỉ? Bằng gì các em? Bằng A căn B. Nhân với căn B. Căn B chúng ta là đây này, căn B bình nhập lẫn nha.
A và căn B hơi khó nhìn này. À, tất cả chia cho máy nha. Chị cho B. B là máy nha. B là 2 trừ căn 3. Đúng rồi, là 2 trừ căn 3. Yeah. Và đây là hàng thứ thứ mấy? Hàng thứ ba. Tức là căn A nhân với căn B thì bằng căn của A nhân B. Chúng ta sẽ áp dụng được cái quy tắc nhân các hình thức bậc hai. Thì khi đó nó sẽ bằng là A bình phương tức là 4 trừ B bình phương tức là căn 3 tất cả bình phương là 3, đúng không nào? Một phần hai trừ căn ba. À, tới đây tiếp tục áp dụng một trong các công thức đã học để trục tiếp căn thức nào các em? Căn ba. À, chúng ta sẽ chuyển căn ba này lên điện tử. Trục là chuyển, là đuổi đi ha, trục xuất, đuổi đi nơi khác. Đó là đuổi cái căn thức đó ở dưới mẫu lên điện tử. Như vậy là biểu thức chúng ta giống dạng này nè, gần giống thôi. Chứ thật ra là trong các cái bài tập thì các cái biểu thức hầu như nó không giống hệt như là trong lý thuyết đâu em. Giống dạng nào các C phần căn A trừ B. Đúng rồi, nó giống dạng là C phần căn A trừ B. Đó, đây. C là mấy? C là mấy? À, C là trừ 1. Đó. Còn căn A là gì? Là căn 3. Đó. B là gì? Là 2. Hiểu nào? Tức là thầy đặt dấu trừ đằng trước, thầy đổ dấu bên trong đi. Cộng 2 bằng là trừ căn 2. Trừ căn 3 bằng là cộng căn 3. Và thầy chuyển cái dấu trừ ở mẫu lên trên. Tương tự thế chứ nào? Thấy không? Nhưng mà mình cũng không cần thiết phải làm như thế này đâu các em. Không cần thiết. Chỉ cần em hiểu là nhân tử và mẫu với một lượng liên hợp gì là đủ rồi. Nhân tử và mẫu với mấy nhỉ? 2 cộng căn 3. Đúng rồi. Như vậy là 2 trừ căn 3 nhân với 2 cộng căn 3 thì theo hàng hình thức thứ 3 ở lớp 8 chính là bằng gì ạ? 2 bổ 2 trừ căn 3 tất cả bình phương. Đúng nào? Rồi. 1 mà nhân với 2 cộng căn 3 thì bằng 9 2 cộng căn 3. À, ta thu vào mẫu đi. 4 trừ 3 bằng mấy nhỉ? À, bằng 1. Mẫu thức bằng 1 thì chúng ta không cần biết nha. Tức là 2 cộng căn 3 mà chia cho 1 thì bằng 9 2 cộng căn 3. Ok, như vậy chúng ta đã chuyển ở bước thứ nhất là chúng ta chuyển cái gì nhà cam? Chuyển cả cái căn thức này cam lên điện tử, thấy chưa nào? Rồi sau đó là gì cam? Bước tiếp theo là chúng ta chuyển cái căn ba này lên trên điện tử, thấy không? Đây này. Đó. Chứ còn em bảo rằng chuyển cả cái mẫu này là không đúng đâu. Chuyển lên điện tử nó đâu có đâu đó. Đây trừ đây cộng mà đúng không? Đó, đây trừ đây cộng khác nhau. Rất là nhiều bạn học sinh nhầm là chuyển cả cái mẫu này lên điện tử là sai quan điểm nhé. Rồi câu B, 1 trừ a bình phương phần 1 trừ căn a. Như vậy câu B mục tiêu của chúng ta đuổi căn thức nào lên điện tử? À, căn a nào? À, ta sẽ đuổi lên điện tử. À, bằng cách gì nhỉ? Nhân tử và mẫu với một lượng liên hợp là gì nhỉ? À, đây là 1 trừ căn A thì chúng ta sẽ cùng nhân cả tử và mẫu với 1 cộng căn A. À, thì theo hình thức ở lớp 8 chúng ta bình phương lên là nó móc dấu căn liền, đúng không? À, hay nói cách khác là cái câu này nó giống dạng nào ở trong lý thuyết nhỉ? À, đúng rồi, nó giống cái công thức là C phần căn A trừ B. Đấy, với C là gì nhỉ? C là 1 trừ A bình phương trừ 1. Yeah, nó giống cái câu A này đúng không? Bởi vì cái căn A này trong bài tập
đồ dấu mẫu thì chúng ta phải đồ dấu từ á, đúng không? Mình hiểu như thế là được rồi. À, ok, bây giờ chúng ta nhân từ với mẫu với một lượng liên hợp là 1 cộng căn 2. Rồi, các hàng công thức thứ 3 và đáp 8 nó chính là bằng 1 bình phương là 1 trừ căn 2 tất cả bình phương là A. Tất nhiên là để các cái bài tập này mà bảo bản nên các cái phần thức xác định, các cái căn thức xác định thì như cái câu bên này em hiểu là A thì không ha, đúng không? A có 1. Làm tiếp theo là chúng ta sẽ làm đẹp cái phân tử thôi nha. Nha. Làm đẹp phân tử. Có khi nào rút gọn được dữ mẫu nha. Này, chúng ta xem thử là hai cái biến thức này có liên quan gì với nhau không? Có như thế nào nhỉ? Cái này là thức thứ mấy nha? À, thứ ba. 1 chính là 1 bình phương. Như vậy 1 bình phương trừ A bình phương sẽ bằng là 1 trừ A nhân với 1 cộng A. Tử mẫu có 1 trừ A, chúng ta bỏ nhân tử chung đó đi. Thế nào, kết quả phân tử chỗ đây còn cái gì nhỉ? 1 cộng A. Mẫu hết rồi đúng không? 1 cộng A nhân với 1 cộng căn A. Tới đây các em dừng được rồi. Bởi vì bài toán yêu cầu là chuyển cái căn thức lên phân tử thôi mà. Và đó chúng ta sẽ chúng ta đã làm móc các cái căn thức ở tử ở mẫu rồi. Ta đã chuyển các cái căn thức ở mẫu lên tử rồi. Và đây là căn A này. Giờ nó nằm ở vị trí nào ở cái đáp số cuối cùng đây ạ? Đây này, đúng không nào? Ở điện tử này. Trừ b bình phương, b bình phương tức là một bình phương, một bình phương chính là bằng một, à, lớn hơn bằng trừ một. Việc làm tiếp theo chúng ta sẽ thu gọn tử và mẫu. Mẫu này chúng ta để này x trừ 1 rồi phải trừ 1 nữa thành là gì nhỉ? X trừ 2 lớn hơn bằng trừ 1. À, chúng ta sẽ bỏ bớt nhân tử chung ở tử và mẫu đi. Kết quả còn gì nhỉ? Căn x trừ 1 trừ 1 căn x trừ 1 trừ 1 lớn hơn bằng trừ 1. À, trừ 1. Rồi, các em chuyển trừ 1 ở phía bên phải cũng được sang bên trái. Chuyển
thì bên đây là ta có cộng 1 trừ 1 hết, đúng không nào? Bên phải cũng hết rồi. À, ở đây bài toán có dạng là căn của A lớn hơn bằng một cái số dương nào đó, chúng ta tự bình phương hai vế lên để móc cái dấu căn ra mặt. Bình phương thì ta được vẽ x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng không bình phương là không. Chuyển trừ 1 sang phải, không cộng 1 bằng 1, chúng ta có x lớn hơn bằng 1. Các em chú ý là điều kiện ban đầu ha. Điều kiện để có bài thức của chúng ta xác định x trừ 1 lớn hơn bằng không. À, bài toán cho điều kiện được em là x lớn bằng 1 và chúng ta không cần làm biết điều kiện này. Ở đây chúng ta có thể vẫn mặt khi bảo đảm điều kiện ha. À, em này chọn từ ra rất là đây là bắt đầu thức gì nha. À, bắt đầu thức đúng. Ghi là gì nhỉ? Đúng với điều kiện. Đúng rồi. À. Rồi, bài thức này là đúng. Cho nên là những cái bài thức mà tương đương với nó cùng đúng, đúng không nào? Tức là có những đại cho là đúng. Trừ 1 cộng 1 lớn hơn 3 trừ 1. Ngoài ra thì chúng ta